Hello bạn, mình là Phú Cầm Lục Energy ha. Thì hôm nay mình làm một ngày chủ nhật mát trời, mình sẽ review một con xe bên mình vừa mới thực hiện xong ha. Thường thường là mình sẽ làm trên một con xe mà ít khi nào mà đụng vô xe của hãng lắm. Bởi vì xe của hãng nó sẽ có rất là nhiều cái hạn chế trong việc mà thực hiện cuối. Bởi vì nó sẽ liên quan đến vấn đề thương hiệu. Nhưng hôm nay mình sẽ làm một con xe mà mình chấp nhận luôn. Mình sẽ hy sinh cái thương hiệu đó. Mình làm. Đây là một con Jan XTC 820. Khung này nó rất là xịn, rất là đẹp ha. Và có rất là nhiều chi tiết mà đáng đồng tiền bát gạo. Cùng coi enjoy xem. Tuyệt vời ha, con xe này cái tính thẩm mỹ gọi là mắt của mắt luôn. Đây, bây giờ mình sẽ vào chi tiết từng thứ cho bạn coi ha. Đây là một cái khung xe XTC 820. Và bạn phải biết một điều là Jan không bao giờ bán khung lẻ. Jan chỉ bán xe nguyên chiếc thôi. Và mình sẽ có cơ hội đặc biệt mua được cái con khung này ha. Rồi mình đã xử lý gì với con khung này? Tất nhiên là phải xử lý mới mua nhé. Mình đã biến cái con xe Jan XTC 820 này trở thành một con e-bike máy âm. Và sử dụng một cái máy cao cấp của nhà Ba Phan, đó là máy M200. Và với cái máy M200 này, bạn sẽ có một cái lực đạp theo công nghệ là torque sensor. Rất là tuyệt vời. Và chưa hết nha, con xe này là máy M200 phiên bản xuất Âu, nhưng bên mình đã làm việc với hãng để unlock speed nó. Nó không bị giới hạn ở tốc độ 25 km/h nữa, bây giờ nó không bị giới hạn. Bạn đạp lên 30, 35, 40, 45 được hết ha. Miễn sao bạn có guồng chân và lực đạp đủ. Rồi, kết hợp với cái động cơ máy M200 này là một cục pin 36V với cái vỏ nhỏ chứa 65 cell. Thì với cục pin này nè, bạn có dung lượng tối đa khoảng là 36V 20W. Cục pin này sẽ cho bạn cái hành trình đâu đó từ 80 đến 120 cây một lần xài. Còn nếu bạn quan tâm đến cái chuyện mà đi xa, bạn muốn đi phượt với con xe này luôn, đừng lấy mình nhỏ nha, lấy mình lớn. Thì pin lớn này sẽ tăng thêm chi phí làm con xe này khoảng là đâu đó 2 triệu. Nhưng bạn sẽ có hành trình sẽ rơi vào đâu khoảng 120 đến 180 cây một lần xài. Quá tuyệt vời. Và với cái khung xe này có một điểm mà nó khác hoàn toàn những con khung của Đài Loan, đó là cái điểm này ha. Thường những con xe mà của hàng Đài Loan á, phần mà giữ cọc yên nó sẽ là một cái khóa khá là mất thẩm mỹ. Cái khóa đó mình sẽ phải ép lại thì nó mới giữ cọc yên. Còn con này nó sử dụng một cái ốc lục giác ép với lại cái hình bán nguyệt ha. Có cái hình bán nguyệt đó ép xuống nó cực kỳ đẹp, và bạn nhìn thấy chỗ này không có một khóa hết. Đây là một cái điểm đặc biệt của dòng XTC 820. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái phần phía trước con xe này ha. Con xe này là một con xe Jan XTC 820 và được bên Blue Energy của mình kết hợp với một cái phục của Shinto ha. Và phục Shinto này là phục Shinto XCR, và dòng này là dòng phục E. Bạn thấy cái bao E này nè. Và đối với những cái phục bao E mà của thương hiệu lớn như thế này á, nó sẽ có giá đâu đó khoảng từ 3,5 triệu cho đến 4,000 mấy cho một cái phục này ha. Với cái phục này bạn sẽ thoải mái với cái mọi nhu cầu hàng ngày. Bạn leo dốc hay lâu lâu bạn thẳng co ở ngoài cái đường đồ núi một tí được hết ha. Còn nếu mà bạn sử dụng một cái phục đơ của cái dòng GD DC City ấy, thì nó sẽ rất là tê tay, nó rất là mỏi, nên nó chỉ phù hợp những cái đoạn đường đẹp thôi. Rồi xuống tí nữa mình sẽ có một cái bộ bánh của Basak. Bánh này là bánh Loka này. Và với cái bộ bánh mà 27.5 ấy, thì bạn sẽ có một cái lực đạp rất là lợi. Thì trước đây mình hay nói bạn nào mà có chiều cao mà đang đi bánh 26, nếu được hãy cố gắng lên bánh 27.5 ha. Với bánh 27.5 bạn sẽ có được là vòng một vòng đạp chân á, thay vì là 3 vòng bánh của bánh 26 thì bạn sẽ rơi được khoảng là 4 vòng bánh của bánh 27.5. Nó tạo ra một cái quãng đường đi và tiết kiệm pin, tiết kiệm sức lực của bạn rất là nhiều ha. Mà cái chiều cao để sử dụng bánh 27.5 và 26 gần như là tương đương nhau. Rồi bây giờ mình chúng ta sẽ thấy được một cái thắng quốc chân này. Đây là thắng MT200 ha, Shimano. Bạn nào đang quan tâm đến một con xe mà có thương hiệu nè, có hiệu năng nè và có một cái trải nghiệm tốt á, thì nên lựa chọn những cái thắng như lắm MT200. À, lực bóp rất ok ha, và nó sẽ có cái thương hiệu đi cùng luôn. Còn nếu bạn lựa chọn một số cái thắng của hàng Đài Loan, hàng Trung Quốc á, thì tất nhiên hiệu năng nó có đó, nhưng mà thương hiệu nó không có. Và cảm giác bóp rồi cảm giác đi chơi cùng đội nhóm, người ta khoe mình sẽ không mà khoe được đâu. Đây MT200 chân ái của việc lên xe. Rồi phần sau của con xe này ha, thì phần bánh thì nó giống như bánh trước ta, nó sử dụng đồng bánh là bánh 27.5 của Innova Pro, một dòng chống đinh ha. Vành thì cũng vậy, vành là 27.5 kết hợp của Loka luôn. Nhưng mà điểm quan trọng ở đây là mình sử dụng một bộ rubber set của SRAM. Và bạn biết rồi, các phục
Suntu phía trước á, thương hiệu bây giờ là thương hiệu Suntu nha, nhưng mà thương hiệu tổng mà đang quản lý cái phục Suntu đó là SRAM. Để kết hợp với một cái thương hiệu tổng đó thì mình lấy bộ SRAM mình gắn vô luôn cho nó đẹp ha. Đây là SRAM X5. Và với cái SRAM X5 này nó sẽ có tổng cộng là 10 switch để bạn sử dụng. Và bạn tin mình đi, SRAM là nó ở một cái đẳng cấp nào đó nó rất là khác biệt về cái độ chính xác. Đồ của Đức mà, thế mà Đức là thì nó bền, nó chuẩn. Do Việt Nam mình đã quá quen với việc là đồ của Shimano, nên thành ra hả mình cứ nói ồ cái đồ này đồ Shimano nó mới ngon nha, còn với đồ Shimano nó không ngon, cái quan điểm nó đúng một nửa thôi. SRAM rất là chuẩn chỉnh, và SRAM bây giờ nó đang bao trùm cả Fox rồi Suntour còn Rock Shox, tất cả những cái thương hiệu con đó đều nằm dưới trướng của SRAM hết. Và một mình SRAM có thể làm ra được một con xe, nhưng mà ví dụ như là một mình Shimano thì chỉ có làm được vài thứ thôi, như là một lốp xét nè, một thắng nè, rồi một vài thứ lên trên con xe thôi. SRAM là chân ái nha, rất xịn đó. Rồi phần lái xe ha, phần điều khiển của con xe này nó cực kỳ đẹp luôn ha. Con xe này mình tinh chỉnh đến từng cái chi tiết, từng cái màu sắc trên cái tay lái này. Rồi tay lái này là một cái tay lái của MTB bình thường, và hành trình của nó là 660mm, rất là thuận tiện cho việc mà điều khiển. Rồi tay nắm của nó cũng là dạng shop á, shop mút. Quan trọng là cái viền nè, bạn thấy chữ rock box nè, mà màu đỏ, hợp tông sực tông với cái xe. Và khi mà thao tác với tay tròn như thế này, bạn đi thời gian ngắn bạn cảm giác rất là thích nha. Nhưng mà tất nhiên, ví dụ như bạn lô con xe này mà đi phượt và với cái tay này á, thì tất nhiên nó sẽ không còn thích nữa. Và đối với việc bạn nào mà quan tâm đến cái chuyện đi phượt thì nên lựa những cái tay mà có hai chất liệu là dạng giọt nước á, thì lúc đó đi hành trình mà 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng nó mới ok. Rồi, vô một tí nữa chúng ta sẽ có một cặp thắng của Shimano MT200. Thắng Shimano MT200 giống như mình đã nói là đó là quốc dân rồi, có thương hiệu, có hiệu năng, có cả ngoại hình. Tuyệt vời. Rồi, và tí nữa chúng ta sẽ có một hệ thống bấm nút của cái con EB04 này. Đây, tăng trợ lực, giảm trợ lực, power. Và đây là một cái màn hình hiển thị của cái EB04 nha. Thì cái EB04 này, cái màn hình hiển thị nó sẽ rất là sắc nét và nó có màu sắc rất là đẹp, thẩm mỹ ha. Ngoài ra chưa hết ha, cái này nó có tiếng Việt luôn. Và tiếng Việt này bên Blue Energy bên mình đã thực hiện hóa làm việc với hãng trực tiếp nha, để có tiếng Việt cho người dùng Việt Nam. Rồi, đây là gì? Đây là một cái cần khóa của cái phục. Khi bạn đang quan tâm đến chuyện mà có một cái tốc độ tốt nhất mà không muốn lên xuống của cái phục á, thì bạn bấm này. Rồi, bây giờ cái phục này là phục đơ, mình thấy không? Còn khi nào bạn muốn là đi đường phức tạp, nhúng. Bạn nào đang quan tâm đến cái chuyện mà chuyển qua lại giữa hai cái vụt mà nó ưu việt, nó tối ưu, nó lợi ích cho cái chặng đường di chuyển á, đây là chân ái. Rồi, ở giữa là gì? Ở giữa là một cái màn hình như mình nói, EB04, nó rất là nhiều màu sắc và nó có tiếng Việt. Ngoài ra, có một điều nữa, nó có kết nối với điện thoại nữa. Bạn nào quan tâm đến hành trình đi vượt, bạn cực kỳ là một fan đồ luôn. Bạn phải nói là bạn là một fan của xe dịch á, thì nên lựa chọn những màn hình kiểu này ha. Bạn có thể nhập đến điểm đi chỗ này đi chỗ kia, có thể là nhiều điểm một lúc. Xong bạn đút điện thoại vào túi quần, tất cả mọi thứ còn lại là nó sẽ hiện thị trên này. Báo cuộc gọi nhỡ, báo tin nhắn, báo mọi thứ trên này. Bạn thấy cái nào quan trọng thì bạn bắt máy là bạn coi kiểm tra. Còn thấy nào không quan trọng bạn bỏ qua luôn. Và không cần phải rút ra điện thoại nhiều lần. Lúc đó bạn đi đến những quốc gia lạ, những cái địa hình quá là vắng vẻ, nguy hiểm đi, bạn sẽ không bị mất cái gì ha. Còn mà bạn cứ cầm điện thoại trên là... Rồi, review con xe của hãng gia đình xong rồi, giờ mình đến phần báo giá của hãng Blue Energy từ thực hiện con xe của gia đình nha. Thì giá con xe này sẽ là 32 triệu. Thì hiện tại đang bên Blue Energy đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho bạn nào mà qua check in tại bên Blue Energy ha. Nhớ chụp hình selfie và làm hashtag đăng bài lên trên Facebook, có chương trình khuyến mãi từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, có thể là 4 triệu luôn ha. Rất là nhiều con số, phụ thuộc vào việc bạn nỗ lực như thế nào vấn đề đó ha. Rồi, bạn nào thấy con xe này phù hợp với cái nhu cầu, bạn thấy màu sắc phù hợp với phong thủy, nhớ gọi số hotline, tư vấn lên cấu hình, xuống cấu hình được hết ha. Và tất nhiên là xuống cấu hình ở mức độ vừa phải thôi, nếu mà quá cái cấu hình đó thì bên Blue Energy không thực hiện ha. Rồi, cảm ơn bạn, nhớ like, subscribe mình clip này.